Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay một cảnh bốc buồn mai sẽ đưa người đi chôn các bạn. Mai họ người ta mới chết đấy. Để mai người ta đi tiêu hủy các bạn. Tiêu hủy người ta lấy cốt người ta mang ra ấy người ta chôn các bạn. Đây này. Một buổi chiều hôm nay họ làm ấy. Mình hôm nay mình quay luôn các bạn đây này. Đây khu nghĩa địa xuống đây khu nghĩa địa này buổi tối ấy. Đây này mình quay luôn này đây này đống cát này đây này đây này đống đây này các bạn ở cuốc làm cái hố như này thôi đơn giản này các bạn này cái hố như này thôi họ mai họ lấy chôn ấy. Làm như này họ làm khung này họ chôn các bạn một cạnh này đây này các bạn là cái hố này thôi. Họ tầm con hố có cái lỗ này, tầm mấy chục đấy thôi các bạn. Nhìn lên này. Đây là khu cảnh nghĩa khu nghĩa địa này. Đây nghĩa địa này, cái hố đây này, cái đống cát này các bạn. Đây này, cái đống cát này. Chở thế này thôi đơn giản này rồi các bạn thế này là hố đấy đây này. Kia đây là còn cái mộ lạ không đây cái mộ rất lạ cái này thế này đây này họ làm một hố cái này thôi các bạn này nhìn thấy không nhiều người nằm ngang người ta nhiều cái ngôi mộ người ta nằm thẳng thằng từng người người ấy cái còn đây họ ngôi này họ nằm ngang này đây này đây là con hố đơn giản này thôi các bạn nó chỉ là đơn giản làm đơn giản này thôi các bạn nhìn đây thế thôi làm cái hố quá đơn giản luôn các bạn đây. Đây có một ngôi đây có một lạ lạ này đây có một ngôi mộ xây kiểu gì đấy đây có một ngôi nằm ngang này các bạn này nhìn không một ngôi rất nằm ngang buổi tối nằm ngang này lạnh rét hết các bạn ớn lại hết người luôn các bạn ạ. Ui dồi. Có lấy rất nhiều luôn. Ớn ớn người luôn các bạn. Đúng ngôi mộ này. Lại hết người. Đang nghĩ điện. Lại hết người ớn các bạn ạ. Tối rồi. Đây quay lại bắt đầu đấy đây này cái hố này này lại ôi hết người luôn các bạn ôi lạnh không ôi đây này ôi lạnh các bạn đống cát này nằm ngang của này luôn làm luôn cái ván này đây này các bạn làm luôn cái ván để chụp này đây làm luôn cái đống ván để chụp này làm đống cái này này đó thôi các bạn ngứa các bạn cái đống cát này đống gạch luôn nhé các bạn tối luôn cảnh sáng luôn các bạn nhìn thấy tối ở cái địa luôn này. Nhiều hố họ làm ấy
đây này, mấy cái hố luôn này. Ui cái ngôi này họ chiếm cấy không ạ, chiếm nhiều luôn các bạn. Ui ớn lạnh lắm các bạn, ớn lạnh luôn. Ngồi mộ ngồi tù họ đốt này, ngồi bộ họ bốc vào xong đốt đốt này. Kêu ngôi mộ nhỏ này, ở đây buổi tối này, đây có ngôi mộ nhỏ luôn này các bạn, đây là ngôi mộ trẻ con, đây là ngôi mộ trẻ con này, ngôi mộ nhà giàu, ui ớn lạnh thôi, ui hồi nha, nó còn cái điện này ớn lạnh lắm các bạn, ngôi nghĩa, đây là ngôi mộ trẻ con này, đây là ngôi mộ trẻ con này. Ngôi mộ này bó gạch luôn này. Đây mấy cái mộ trẻ con này. Đây là ngôi mộ bó gạch của này luôn này. Nhìn lại không các bạn nhìn nào. Ui, bị tối. Ngôi mộ chiếm kinh lấy nhiều. Chiếm nhiều. Ô cái ngôi mộ này lứt rồi này. Đây là ngôi mộ nào bị lứt rồi các bạn ạ. Ngôi này bị lứt rồi này các bạn. Ô lứt rồi. Ngôi mộ nhà giàu. Ui giời, lạnh quá các bạn. Ui giời, lạnh. Hết người rồi. Lạnh lắm. Ui. Nhột não. Ui giời, đống toàn ấy không này. Ngồi điên này. Nhìn ướt lắm các bạn. Các bạn thấy nếu của mình hay, ủng hộ, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Mình xin chào tất cả mọi người nhé.